Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng đến với chương trình 12 giờ hôm nay thứ hai ngày 14 tháng 11 của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án luật đất đai sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, luật đất đai là một đạo luật rất quan trọng, phức tạp, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội tới tất cả các tổ chức và từ người dân. Việc sửa đổi bổ sung luật đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật trong nhiệm kỳ, dự kiến phải 3 kỳ họp để có thời gian ra soát kỹ lưỡng với tinh thần vì lợi ích quốc gia, dân tộc, cộng đồng, doanh nghiệp và người dân. Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật này với 228 lượt ý kiến phát biểu tại 19 tổ. Đa số ý kiến đồng thuận với việc sửa đổi luật đất đai hiện hành nhằm khắc phục những bất cập hiện tại. Tuy nhiên, dự thảo luật còn một số nội dung chưa thống nhất với các quy định khác của luật liên quan, chưa giải quyết được triệt để các vấn đề bất cập trong thực tế. Do vậy, đại biểu đề nghị chính phủ, các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu rà soát hoàn thiện dự thảo luật để đảm bảo tính đồng bộ toàn diện của pháp luật đất đai. Đối với quy định về bảng giá đất, đại biểu nêu rõ trên thực tế, tình trạng tiêu cực tham nhũng trong việc định giá đất tại một số địa phương thời gian qua, một phần do những bất cập trong việc xác định bảng giá đất. Tính minh bạch, khách quan, chính xác của bảng giá đất là vấn đề rất quan trọng, góp phần định giá đất cụ thể. Tôi đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng cần có tổ chức độc lập và chuyên nghiệp trong việc xây dựng bảng giá đất, đảm bảo công khai, minh bạch, tránh tiêu cực khi xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bảng giá đất hàng năm. Quan tâm đến quy định về điều kiện thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh hoặc để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, một số đại biểu cho rằng các quy định về điều kiện thu hồi đất còn chưa đầy đủ, chung chung chưa cụ thể. Thời gian qua, khi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập dự án thu hồi đất đã tự quy định và thuyết minh về sự cần thiết cho từng dự án. Như vậy sẽ tạo ra sự không thống nhất, dễ thực hiện theo ý muốn chủ quan của mình và có trường hợp dễ tạo ra sự lạm dụng để thu hồi đất tràn lan. Hệ quả là thời gian vừa qua, nhiều dự án sau khi được nhà nước thu hồi và phê duyệt thì 10 năm sau vẫn chưa triển khai hoặc triển khai dở dang. Về quy định đối với đất do các công ty nông lâm nghiệp quản lý sử dụng, đại biểu cho rằng quy định như vậy dự thảo còn chung chung, chưa giải quyết được những vấn đề tồn tại trong quản lý và sử dụng đất của các nông lâm trường, trong đó có việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đang sử dụng đất là người nhận khoán. Thưa quý vị, lễ hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2022 được Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức trong sáng nay, diễn ra tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố với chủ đề đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Tham dự và phát động buổi lễ có ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban về sự tiến bộ của phụ nữ thành phố. Cùng tham dự có đại diện các sở ban ngành đoàn thể thành phố liên quan và 200 sinh viên các trường cao đẳng trung cấp nghề đại học trên địa bàn. Lễ hưởng ứng tháng hành động vì bình đẳng giới năm nay của thành phố Cần Thơ được phát động từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 15 tháng 12. Qua đó, các sở ban ngành đoàn thể thành phố tích cực đa dạng các hoạt động hưởng ứng nhằm tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân. Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị có liên quan ký bản cam kết thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới. Theo đó, các đơn vị thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bình đẳng giới, chính sách đối với lao động nữ, thực hiện đầy đủ các mục tiêu nhiệm vụ của đơn vị được giao tại kế hoạch số 54 ngày 13 tháng 3 năm 2021 về triển khai thực hiện chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch số 103 ngày 10 tháng 5 năm 2021 về thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2021-2030. Ngoài ra, tại buổi lễ, các học sinh sinh viên còn được sinh hoạt tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động với chủ đề bình đẳng giới, góp phần đầu tư cho tương lai, công bằng xã hội và phát triển bền vững, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý kịp thời ứng phó bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Mới đây, quận Ninh Kiều đã sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 10 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Tiền Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Ninh Kiều đã đến dự. Tính đến tháng 10, tình hình kinh tế xã hội của quận Ninh Kiều tiếp tục duy trì tăng trưởng như tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt trên 70 tỷ đồng, tăng trên 45% so cùng kỳ, giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên 27 tỷ đồng, tăng hơn 21% so cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay đã cấp giấy phép đăng ký kinh doanh mới cho 1.648 hộ kinh doanh cá thể với tổng vốn đầu tư trên 281 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt gần 95% chỉ tiêu dự toán Hội đồng Nhân dân quận giao, thực hiện giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đạt gần 87% chỉ tiêu.
Bên cạnh đó, công tác kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ, chăm lo sức khỏe nhân dân, các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả, công tác trật tự an toàn xã hội, quốc phòng an ninh được giữ vững. Ông Đào Ngọc Chi, bí thư huyện ủy Phong Điền, vừa tham dự sinh hoạt chi bộ ấp Tân Lợi, xã Tân Thới. Trong tháng qua, chi bộ ấp thực hiện tốt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, tuyên truyền vận động người dân gia cố đê bao bảo vệ vườn cây ăn trái, công tác thu thuế và các loại quỹ đạt 85% chỉ tiêu giao, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch chủ động trên người và trên gia súc gia cầm. Tỷ lệ vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đến nay đạt 82% dân số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ấp được giữ vững ổn định. Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Đào Ngọc Chi, bí thư huyện ủy, đánh giá cao những kết quả mà chi bộ và nhân dân ấp đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục phát huy tốt công tác xây dựng đảng, quan tâm đào tạo bồi dưỡng và phát triển đảng viên, tập trung vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu trên giao. Mới đây, bà Phan Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy cùng các ngành của quận đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân phường Trà An và Bình Thủy về kết quả lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 10 tháng năm 2022. 10 tháng năm 2022, Ủy ban Nhân dân các phường đã lãnh đạo thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh, nổi bật như là công tác thu ngân sách, vận động xã hội hóa, xây dựng các công trình giao thông, quan tâm chăm lo cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, kinh tế phục hồi sau dịch COVID-19 và tiếp tục phát triển. Số lượng các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng so với cùng kỳ. Nhiều công trình dự án quan trọng đã và đang được triển khai. Công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt đã vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022 gắn với tổng kết công tác mặt trận năm 2022. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11. Trong năm 2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thuận Hưng đã phát động và thực hiện tốt các nội dung các cuộc vận động do mặt trận cấp trên phát động. Phối hợp vận động trao 561 phần quà cho các đối tượng khó khăn nhân các dịp lễ Tết với giá trị trên 264 triệu đồng, vận động quỹ an sinh xã hội được 100 triệu đồng, phối hợp xây dựng 4 căn nhà đại đoàn kết trị giá hơn 260 triệu đồng. Ngoài ra, mặt trận phường còn phối hợp với các tổ chức thành viên nâng cấp mở rộng xây dựng mới các tuyến đường, cầu giao thông, kênh thủy lợi trên địa bàn với tổng kinh phí hơn 1 tỷ 300 triệu đồng. Dịp này, hai tập thể và 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác mặt trận đã được biểu dương khen thưởng. Tại huyện Thới Lai, đoàn giám sát của Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ giám sát việc triển khai thực hiện quyết định số 24 ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Năm 2021-2022, các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ giảm nghèo đã được huyện triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả cao. Huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân trong suốt quá trình rà soát, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở từ việc tổ chức xin ý kiến nhân dân đến niêm yết công khai kết quả thực hiện, bảo đảm công khai minh bạch, không để lợi dụng việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trục lợi chính sách. Cùng với đó, các xã thị trấn đều thành lập ban chỉ đạo rà soát. Đến nay còn 154 hộ nghèo chiếm 0,52%, giảm 153 hộ. Hộ cận nghèo 1.541 hộ chiếm 5,24%, giảm 359 hộ. Trong đó giảm được 7 hộ cận nghèo là hội viên Hội Cựu chiến binh. Bên cạnh đó, huyện còn hỗ trợ 208 căn nhà cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và trên 5.000 suất quà, tổng trị giá trên 3 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa và quỹ vì người nghèo. Đối với công tác triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 20 của Chính phủ, quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, trong năm huyện đã chi hỗ trợ hàng tháng cho các đối tượng với số tiền 21 tỷ 531 triệu đồng. Hội thi tiếng hát tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ là hoạt động văn nghệ truyền thống được tổ chức định kỳ vào tháng 11 hàng năm. Và sau một tuần thi diễn, tối ngày 13 tháng 11, ban tổ chức đã tổng kết trao giải các tiết mục xuất sắc. Hội thi năm nay thu hút 6.000 lượt thí sinh gồm sinh viên và giảng viên các khoa của trường với gần 490 tiết mục dự thi ở các thể loại, hát tập thể bài tiếng quân ca, hát tốp ca, đơn ca, múa, tài năng nghệ thuật cá nhân. Sau một tuần tranh tài, ban tổ chức đã trao giải cho 67 tiết mục xuất sắc vào vòng chung kết.
Qua 30 năm tổ chức, hội thi truyền thống tiếng hát tài năng nghệ thuật Đại học Cần Thơ trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh, thu hút đông đảo sinh viên, giảng viên tham gia. Từ đó phát hiện nhiều nhân tố tài năng cho phong trào văn hóa văn nghệ của trường Đại học Cần Thơ. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cờ Đỏ phối hợp với Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022 cho gần 100 chị em là chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng tổ tiết kiệm và dây vốn các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Các chị em được thông tin tuyên truyền phổ biến nội dung về luật bình đẳng giới, luật phòng chống bạo lực gia đình, luật trợ giúp pháp lý, thông tin một số nội dung về tình hình tệ nạn xã hội trên địa bàn huyện hiện nay. Bên cạnh, chị em còn được tìm hiểu một số tình huống thực tế thường dễ gây ra bạo lực gia đình trong cuộc sống hàng ngày và được trang bị những kỹ năng ứng xử cần thiết để giải quyết, tránh xảy ra bạo lực gia đình, hướng tới xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Đây là hoạt động hưởng ứng 10 năm ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 9 tháng 11 năm 2012, 9 tháng 11 năm 2022. Qua đó nhằm giúp cho cán bộ, hội viên, hội phụ nữ ở cơ sở nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, cuộc sống hôn nhân gia đình, góp phần giảm thiểu bạo lực gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Quý vị thân mến, nhờ thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động thời gian qua mà hộ nghèo của quận Bình Thủy đã giảm đáng kể. Đầu năm đến nay, quận đã giải quyết việc làm cho trên 2.500 lao động, đạt 100% kế hoạch năm, đào tạo nghề 349 trên 300 học viên, vượt hơn 16% kế hoạch, tiếp nhận đăng ký sử dụng lao động của 13 cơ sở doanh nghiệp đăng ký sử dụng 110 lao động. Thời gian tới, quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giải quyết việc làm, học nghề, quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động, rà soát nhu cầu lao động đi làm việc trong nước và ở nước ngoài của các phường trên địa bàn. Sáng nay, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ đã tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính không tập trung khóa 132. Lớp có 70 học viên là cán bộ đảng viên trong các cơ quan ban ngành và quận huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong 14 tháng, các học viên được trang bị các kiến thức kỹ năng như những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử đảng và đường lối chính sách của đảng nhà nước Việt Nam, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, quản lý hành chính nhà nước và kỹ năng lãnh đạo quản lý, thực tiễn và kinh nghiệm phát triển địa phương. Qua đó giúp các học viên có vốn kiến thức cần thiết vận dụng vào hoạt động thực tiễn của cơ quan đơn vị một cách hiệu quả thiết thực. Cuối khóa học, các học viên đủ điều kiện viết tiểu luận và thi tốt nghiệp đạt yêu cầu sẽ được Trường Chính trị thành phố Cần Thơ cấp bằng tốt nghiệp. Quý khán giả thân mến, thời gian qua, đoạn đường từ cầu Lê Bình, quận Cái Răng hướng ra quốc lộ 1A có đoạn bị hư hỏng rất nặng, gây khó khăn, thậm chí là tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Và trước tình hình trên, chính quyền quận Cái Răng đã khẩn trương cho đầu tư nâng cấp sửa chữa và hiện thì công trình đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thành sớm hơn so với thời gian dự kiến. Công trình nâng cấp sửa chữa đường từ cầu Lê Bình đến quốc lộ 1A và đường nhánh cầu Nước Giận thuộc địa bàn phường Thường Thạnh, quận Cái Răng được triển khai cách nay hơn một tháng. Hiện đơn vị thi công đang hoàn thiện hạng mục cống thoát nước và vỉa hè hai bên. Tổng vốn đầu tư hai gói thầu khoảng 3 tỷ 500 triệu đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 3 năm 2023. Sau khi mà hoàn thành cái việc nâng cấp và sửa chữa hai nhánh đường phía từ cầu Nước Vận và cầu Lê Bình ra quốc lộ 1A thì nó sẽ giải quyết được vấn đề mà bà con rất là mong chờ, tại vì mặt đường ở đây khi mà mưa xuống sẽ tạo những giọt đọng nước ứ động, sẽ tạo ra nguy hiểm cho người lưu thông cũng như bà con địa phương ở đây làm việc, mà cũng như là ảnh hưởng đến mà việc mà di chuyển của bà con tại đây. Thì phòng cũng đã thiết kế hệ thống mà thoát nước cho hai tuyến nhánh đường này để phục vụ mà công tác mà thoát nước mỗi khi chiều cường lên. Tuy chiều dài đoạn đường chỉ dài 100m nhưng thời gian qua xuống cấp khá nặng, gây ảnh hưởng lớn đến việc đi lại cũng như mua bán của bà con, đặc biệt là khi vào mùa mưa và triều cường, khiến cho tình trạng hư hỏng ngày càng thêm trầm trọng. Chính vì vậy, việc nâng cấp sửa chữa khiến bà con rất vui mừng. Trước đây đoạn đường này bà con chung cũng đi lại khó khăn, cũng hơi bức xúc. Nhờ chính quyền địa phương và ở trên xuống làm thì em thấy đây là giờ đang nên đáng làm. Bà con đây cũng mừng lắm, hy vọng tới đây là đường xá mình sẽ ngon lành hơn lúc trước nhiều. Cái đường thục sình nó mua bán cũng khó khăn lắm, bụi bặm rồi trời mưa là nó thục nước lên nó ngập lên trên luôn vậy nè, rồi cái là trời nắng cái là bụi hùm hụm vậy nè, rồi không mua bán gì được hết, làm gì là mừng lắm luôn á. Mặc dù theo kế hoạch, thời gian thi công dự kiến đến gần cuối tháng 3 năm sau, tuy nhiên với khối lượng đạt được như hiện nay, đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công cho biết có khả năng công trình sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán năm 2023. Không chỉ khắc phục tình trạng xuống cấp hư hỏng, trong thiết kế còn có phần vỉa hè,
nhằm tạo mỹ quan đô thị thêm khang trang, sạch đẹp. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 12 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị.